Nghệ sĩ Tấn Hoàng đột quỵ. Nghệ sĩ Tấn Hoàng bị đột quỵ và được cấp cứu vào sáng ngày 16 tháng 5. Hiện tại, ông nằm ở phòng hồi sức để theo dõi sức khỏe. Nghệ sĩ Tấn Hoàng cho biết sáng ngày 16 tháng 5 ông bị nhồi máu cơ tim, đột quỵ và may mắn được đưa đến Bệnh viện Quân y 110, Bắc Ninh, cấp cứu kịp thời. Sau khi được chuyển đến bệnh viện ở Hà Nội, nghệ sĩ làm kiểm tra và được bác sĩ chẩn đoán hở van tim. Do đó, Tấn Hoàng phải đặt stent. Bây giờ tôi nói chuyện rất nhỏ vì vừa đặt stent xong. Tôi vẫn nằm ở phòng hồi sức để tiếp tục theo dõi. Nếu không có vấn đề gì, tới sáng ngày 17 tháng 5, tôi được chuyển sang phòng ăn dưỡng, nghỉ ngơi và nằm ở đó vài ngày. Mọi người yên tâm, hiện sức khỏe của tôi không sao. Tôi rất mừng vì vẫn may mắn còn cơ hội ca hát, đóng phim, phục vụ khán giả, nghệ sĩ chia sẻ. Tấn Hoàng từng tâm sự với Dinh, ở tuổi xế chiều, ông vẫn đam mê nghề diễn và tất bật với các tiểu phẩm hài của đài truyền hình, lịch diễn sân khấu, show diễn ở nhiều tỉnh. Ông là trụ cột kinh tế trong gia đình 11 thành viên gồm vợ, vợ chồng hai con và 6 người cháu. Hơn 40 năm gắn bó với nghề, nếm trải nhiều thăng trầm, tôi vẫn yêu và chưa từng muốn từ bỏ nghề. Ở tuổi này, tôi tự tin khẳng định mình mê nghề hơn mê tiền. Ai mời đi diễn tôi cũng vui và chưa bao giờ hỏi về giá cát xê. Mọi người trả bao nhiêu tôi nhận bấy nhiêu, Tấn Hoàng trải lòng. Nghệ sĩ Tấn Hoàng sinh năm 1963, trong gia đình giàu có ở thành phố Hồ Chí Minh, tuy nhiên Tấn Hoàng lại từ bỏ cuộc sống trong nhung lụa, trốn cha mẹ theo gánh hát cải lương khi mới 17 tuổi. Ông là một trong những nghệ sĩ hài nổi tiếng ở thập niên 1990 với chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Ngoài vai trò đạo diễn, diễn viên, Tấn Hoàng còn từng ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Bolero.